đi làm hát đi. Đấy. Bắt đầu món cá sốt dưa chua cho các bác nhá. Rồi thì ba chỉ đây, đậu sốt này. Đấy. Đậu sốt này. Rồi cái này em phải để nấu như cái này nó thật là ngon lên. Để cho cái bong bong xuống. Alo. Dạ, lăn nó ôm mình. Cho bong bong xuống. Dạ, cho cái bong bong xuống đây này. Không, lăn nó cho vào đây mà. Không, cái bong bong cho vào đây không ngon. Nhưng mà lăn ơi, ta cho vào chung vào đây. Ý là cho vào trước thử xem nó thế nào. À thử à, nó tanh như thế này chứ. Không tanh, chỉ cái này tí nữa đằng nào mà chẳng cho vào. Ở đây. Nó nổ đây. Chú đưa đây anh làm cho. Nhìn trời ơi, không nổ đâu. Nổ sao được. Đó, cái bong bóng cá là phải cho vào đây trước. Đó. Để nó bùng một lát lên trên này. Đưa đưa, 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 Rồi, đem nó. Vớt ra. Không phải vớt ra thì phải là. Để bắn. Vớt cái thịt đấy ra trước. Mua tới 5.000 thôi. 5.000 thì. 3.000 triệu nữa thôi. Mày mua nước vào tao à? Không. Đây em chuyển cho mà mua cả nước ngọt rồi này. Đúng vậy. Mày chỉ đứng cái chân ra chỗ khác, chân xấu cứ đứng ở trước mặt người ta để người đang quay phim này. Làm nó khác. Chẳng số quá hay YouTube rồi. Anh Hải đâu rồi? Anh Hải đâu rồi? Được người xem. Cứ bán tiền qua là được mà. Lắc có ấy tài khoá đó. Hải cứ lấy tiền. Hải lấy tiền. Thì sao xóa mượn bắt có đi yêu. Bọn này mẹ. Wow. Đại gia vừa vay hôm được, qua. Được. Vay các bạn hôm qua được ít thôi. Chỗ nào? Xem nào. Có thấy không? Thanh xảo đập rồi đó wow gồm có xả thì là hành với món cá sốt cà chua dưa đây cá đây rồi cá ơi cái dâu đấy là ai đấy em thái chỉ cần vặn đoạn một đấy. Đây bắt đầu làm món nộm. Bột canh đo nó cũng khá đông đông á. Rồi làm này mất vệ sinh quá, nhà tay bóp này mất vệ sinh quá. Hả? Cốt à? Ôi dồi, cốt này Quân chưa cắt được Quân ơi. Cá, Điều đấy.
Quân quân cắt lấy con dao cắt hồ mấy quả đều quất cái này, lộ mấy. Rồi thế này, cắt cắt mấy quả quất ra. À quên rồi. Cắt hồ mấy quả quất nữa. Cắt được cái này. Mặn quá. Cắt hết rồi. Bắt quất vào các bạn. Đấy, quất vào. Rồi, ba quả có khi được đấy. Nhờ. Còn một quả đấy tưởng để tí làm nước chấm. Thiếu cái rau thơm nữa. Đấy. Cái nào bỏ ấy riêng ấy, nước chấm bỏ riêng ấy. Đậu phụ và đã rán vàng. Và đây là dưa nhá. Đấy, dưa chua. Nguyên liệu gồm có dưa chua này. Quá. Lúc nào chuẩn bị cho vào nhá, cho vào được chưa? Không, bây giờ phải xem. Dán ăn hay là nhảy nhiều lắm vào. Cho quả ấy vào đi. Đường cháu anh làm gì để cho vào nồi lên được không? Để nó thích cho vào nồi hả? Đừng mang cái này này, bắt đầu điên rồi đấy. Ôi hồi, hôm nay đánh được nhiều cá quá, mở tận hai nồi các bác ạ. Đây lên một nồi dưới tầng nữa. Thì các bác đeo tận hai nồi. Úi giời ơi, rán cá rồi còn có ông review cái này. Đấy. Cá rồi cũng người xoa đèn cho. Rán cá cũng người xoa đèn flash. Xoa đèn flash này. Đây các bác thấy không? Đây là rán cá nghệ thuật, nó chảo đấy. Không cần đến lửa. Đây là anh ấy đã từng làm quân nuôi ở trong đơn vị quân khu 2. Quân khu 4. Anh này là anh Bùi Văn Điệp vẫn đang anh làm quân nuôi 3 năm ở trong quân khu 2. Đấy. Là lính phòng không vẫn còn đang độc thân toàn thân. Anh thì lính thì đánh bộ. Cứ để nó ấy đã tiếng cứ để đấy tiếng lập. Anh Điệp bên lính thủy đánh bộ thì làm quân nhu 3 năm. Không phải, cái này đừng có đánh bẫy này. Không được lập sớm, lúc nào nó già rồi mới lập. Muối. Muối.
như ba con này thì sao ấy. Cứ để ra tiếng lật không? Thì tiếng lật. Dạ. Dạ nó nhỏ. Nhỏ thì có lớn gì. Mọi người ba con này nó nguyên này. Anh thấy ba con này nó nguyên rồi, mỗi khi ấy mất cái bảy nó thôi. Nó là cái hôm nay cái của anh nữa. Kết hoa lan. Này cho ngọt tươi. Mắm nhá, một cạnh nhá, mắm nhá, mắm nhưng mới không làm, mắm nhưng mới không làm, thế thôi. Mình bỏ trong đấy nhá. Bàn vết nhá. Ăn mà. Bàn vết. Đây là bếp trưởng các bạn. Mắm, ở đâu? Không, ai già được ba học rắn cá này bao nhiêu năm rồi? 33 tuổi rắn cá từ lúc 1 tuổi trong bụng. Tân học rắn cá từ lúc chưa lọt lòng mẹ. Chưa lòng mẹ đã xào đấy rồi. Thảo nào rắn cá đẳng cấp nhé. Các bác thấy hay thì cho một like, một comment, một sub nhá. Mọi người vào đăng ký kênh ủng hộ nhá. Công nhận là toàn món truyền thống, cứ nghỉ lại cá. Cái này không nào còn cái đội này cứ nghỉ lại toàn cá không nào mưa được em cái dầu dầu này nó nhiều mỡ của mỡ lợn mà mỡ lúc nãy ở cái thịt rán kia mà bay hết dầu bay thịt dầu đúng rồi. Bậy đâu mà bậy, mượn một tí không được hả? Không. Bây giờ bắt đầu cho dưa bạn này. Nay em sẽ review món dưa gia truyền ở Bắc Ninh. Các bạn, cá om dưa gia truyền. Rồi xong, bây giờ bắt đầu cho cá vào nhá. Cá thì đã được rán qua rồi. Đấy. Có cái chảo rồi. Đây nước mắm cá rán này, các bạn thấy cá rán chưa? Ui giời, không sao, toàn những người coi như cái cảnh đi làm mướn, ok chưa? Ok rồi, thôi được, không sao. Tại con cá nên cãi đâu vậy, có phải tại cái chảo đâu nhỉ? Lúc nãy bảo cắt ba đấy không nghe. Không, tôi em mới thịt được cá. Được không? Được, đè nó xuống một tiếng được. Đấy. Được rồi, được rồi.
cái đuôi này cho cái nước kia xuống cho nó ngọt. Anh đẩy xuống đây này. Thôi thôi thôi. Này, anh đẩy xuống đây. Được rồi. Đấy. Thôi rồi ạ. Thôi 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 thôi. Thôi. Ông cái tay ông vừa đi đâu về ông sờ vào cá. Mang 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 lên dưới. Lấy nước không? Lấy nước này em. Dừa này. Đấy, lại nước rồi lại cho thêm một lọt dừa nữa lên trên này các bác thấy không? Đấy. Rồi. Có nước vào không em? Thôi được, có nước vào đấy thôi. Đâu thử dừa trong ngon không à? Tới dừa này phải. Được rồi, được rồi. Dừa hơi bị khú. Thử thêm nước thôi em ơi. Thử thử thử. Có đây. Có đây thử nước, có đây. Cho ra vị đó. Mang muối. Đấy. Uống. Phải mẹ nhìn không? Nhìn mấy thằng thù. Cho cái cưa vào luôn đấy. Mấy thù là thái cho thù này. Có đến khổ này. Xong rồi bây giờ cho cà chua vào nha các bác nha. Đấy. Quần đúng nhìn quần là thái cà chua đấy khổ. Còn có nước không? Cho ít nước nữa quần này. Cho xin ít nước. Thôi. Cho ít nữa. Tí để bọn nó chăn tương nhanh. Hay cho lon chai bia kia về đây. Quần này thái này. Ít. Cho một chén rượu vào ấy. Không, không, cái này là cho rượu. Cái chín bỏ tiếp xuống. Chờ đằng nào ấy. Cái ông cũng mới làm, ông ra chỗ khác xem nào. Cứ lo cho vào. Đâu rồi em ơi. Đâu rồi con. Nước sôi, nước cũng bình thường được. Để chờ, đưa cái gia vị em. Đây này. Đây, bột canh đây. Mình xin bột ngọt đó. Đây nước mắm không? Bột ngọt, bột ngọt, bột ngọt. Hết bột ngọt rồi, nhà hết bột ngọt. Hết bột ngọt đấy. Ừ. Thảo Thái ơi. Hết 19 nhỉ? Hết 19 rồi con. Thế thôi thì anh ngồi lại anh tôi rồi anh cầm cho bao để anh xuống lên đây. Ui ở đây các bác nha, thêm một đĩa cá nữa nha. Đấy, ui giời, cá cứ gọi là tràn ngập thị trường. Đấy, xong bây giờ cho đậu này, đậu với thịt cháy vào ông ạ, đậu với thịt ba chỉ rán vào. Đây là món dưa gia truyền mang thương hiệu Khai Sư Khai. Sao mà bỏ đâu? Các bạn thấy không? Điện cái gì đây? Ô, mang nước đây hả? Cứ bình tĩnh. Điện cho rồi cho mắm muối vào nha các bạn nha. Đó. Sao không đỏ? Đâu, cái này không đỏ. Có chỗ ớt không? Có mang đây nào. Mà mang nước đây thì mình... Nước đâu nó không phải cắm đâu. Có lấy bằng này không? Bằng này ớt được chưa? Không cắm nước rồi, đâu. Rồi cho ớt vào nha các bác nha. Nồi cũng hơi nhỏ đấy. Không nhỏ đâu được rồi. Ố, có nước đây không? Đây đi thêm nước. Hành. Đây ba cái bát đủ không? Một cốc này đủ không? Thôi mày đi nữa đi. Mày cứ nữa đi. Con này rau xào nữa. Xào xào thì nó cần. À. Thêm không? Nữa, cốc nữa. Xả cái đùi. Bây giờ cho hành vào nha các bác nhá. Đấy, hành thì phải thái dài, thái đoạn này. Nước thì cho nữa. Nữa, một cốc nữa. Rồi. Một cốc nữa. Ờ, một cốc nữa. Đây các bác thấy không? Đấy. Đây là món cá sốt, cá sốt dưa gia truyền. Mang thương hiệu Khánh Blue. Này cái tròn. Đấy. Cái này chín rồi bỏ vào thằng em. Mang cái đĩa ớt vừa mang để ấy cũng nhớ ra. Thì là anh sẽ cái xuống lấy ớt chưa? Lấy rồi, thì là hành bắt đầu tiếp tục thái nhỏ cho vào nha các bác nha. Đấy, cho lên bên trên này. Đấy. Mình không thay nhỏ đâu, xài vặn nó. Có một canh nhỏ kia. Đây mì chính đây. Mì chính đây. Người, bây giờ cho thêm mì chính vào nha các bác nha. Đây cho một thìa mì chính là cho ít xíu mì chính. Ôi, rồi lẩu này là quá tuyệt vời. Nhìn là quá tuyệt vời. Tí gọi em sang giao lưu.
sáng không có mấy.